anh đó chụp hình nude của anh đó từ trên xuống dưới luôn, gửi cho đối phương và đối phương cũng chụp gửi lại như vậy luôn. Trong quá trình nhắn tin với em là đang ngồi với người khác, mà trong khi đó nhắn tin chia tay với em là đang lên giường với nghi người đó luôn á chị. Họ tên đầy đủ là Lâm Gia Cẩm, nghệ danh đi diễn và đi hát của em là Cẩm Lâm, năm nay em 22 tuổi và hiện tại công việc chính của em make up và là ca sĩ hát lô tô. Rồi cái cơ duyên nào làm cho em đến với nghề make up, sau đấy lại là ca sĩ hát lô tô? Là em nghĩ là gia đình mình không có đủ điều kiện để cho mình tham gia nghệ thuật hay là học hỏi về những cái diễn xuất của nghệ thuật á. Lúc đó em đi học kiếm tiền trước, sau đó em suy nghĩ trong đầu rằng là make up cũng là một nghệ thuật, để làm đẹp cho nghệ sĩ hay là ca sĩ hay là tất cả các diễn viên. Em học make up xong rồi sau đó cuộc thi lô tô được mở ra tại Sài Gòn, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời mùa 2, thì em quyết định đăng ký tham gia, thì em chỉ là lọt thí sinh top 9 của vòng loại 3 đó, là bị gớt luôn. Từ từ em đi hát những cái đoàn nhỏ, sau đó được bén duyên với bên Phương Nam. Rồi cái thời gian dịch như vậy nè, mình không đi hát được nè, công việc make up của mình cũng phải chững lại, thì cuộc sống em chắc cũng phải xoay sở nhiều thứ ha Lâm? Dạ đúng rồi. Thứ nhất là tình hình dịch là mình không make up được cho ai, cũng không trang điểm được cho ai. Rồi dịch thì cũng không thể nào đi hát và ca được nữa, cho nên cái về mặt kinh tế rất là khó. Nhưng mà hơn một điều là khi trước bùng dịch thì em đã về quê, cho nên là cái việc mà xoay sở về trả tiền nhà, tiền phòng, tiền ăn uống thì em đỡ hơn rất là nhiều so với mấy bạn hiện tại đang còn ở Sài Gòn. Bây giờ thì cho anh với chị Chi cũng như khán giả xin được hỏi về tuổi thơ của Lâm đi. Quê quán Lâm là ở đâu ha, và Lâm đã trải qua một cái tuổi thơ như thế nào? Dạ, quê quán của em là ở Sóc Trăng và hiện tại bây giờ em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với cái tuổi thơ của em thì nó khác so với những bạn đồng trang lứa là nó có một cái cuộc sống gọi là rất là êm dịu, nó không có gọi là sóng gió hay là khó khăn. Đối với em thì em cảm thấy nó là một cái cuộc sống hạnh phúc cực kỳ, không kiểu như bị gia đình khắt khe quá hay là ngăn cản hay là cấm đoán điều gì cả. Nhưng mà ý của anh hỏi là từ hồi xưa đó, Lâm có cảm giác là mình giống với các bạn nam khác không, hay là mình có gì đấy khác khác? Khi mà em phát hiện em như vậy là từ hồi năm lớp 4, do là coi có một bộ phim của Mỹ nói về cái tình yêu tụi học trò, bạn nam chính đó trong bộ phim đó cực kỳ rất là đẹp trai, cái mình tự nhiên cảm thấy là trong lòng mình nó kiểu như rung động rồi bồi hồi tim đập nhanh á. Sau đó em đặt mình vào nhân vật nữ. Đến lớp mà em kiểu giống như là cái team tất cả các bạn nam trong lớp chọn một trong số bạn đó làm diễn viên chính cho chính bản thân mình và cuộc đời của mình như trong phim. Em lựa xong, em lựa đúng một bạn nam đó luôn, thì bạn nam đó là đẹp trai nhất lớp rồi cũng là học khá giỏi nhất lớp, cho nên em chấm bạn đó, hai đứa sẽ như bộ phim vậy đó. Lâm chỉ chấm như thế và để trong lòng là, hay là sau đó khi mà thích người ta rồi có thể hiện gì ra ngoài không? Đối với độ tuổi lúc đó năm lớp 4, mình chỉ nghĩ là mình chỉ có cảm giác mình thích và mình rung động là mình chỉ để trong lòng thôi, mình không có bộc lộ ra phía bên ngoài. Đến một hôm tiết mỹ thuật, bạn đó thì học cũng là khá, nhưng mà ngồi kế bạn học sinh giỏi luôn, cứ nghĩ trong đầu là tại sao bạn đó học khá, học cũng được, ngồi kế học sinh giỏi luôn mà tại sao không bao giờ hỏi bài học sinh giỏi mà cứ khiều lên kêu em chỉ bài giùm cho bạn. Và đến tiết môn mỹ thuật á, tự nhiên bạn đuổi cái người ngồi kế bên em ra để bạn leo lên ngồi, chết rồi, thời tới là cả không kịp rồi mọi người ơi. Lúc mà em vẽ cho bạn đó thì bạn đó chụp cái tay của em á, cái nói vẽ vậy mới đúng nè. Xong cái tim mình đập nhanh, cái mình rút cái tay lại, cái mình nói là chói cả giống trong phim nè, thời tới là cả không kịp rồi mọi người ơi. Bạn mà em thích đó là con trai hả? Cái bạn mà em thích là con trai, và hiện tại bây giờ là bạn ấy đã lấy vợ và sinh con. Em vẫn chấm cái bạn đó cho đến hết cấp 2, để em vẫn chọn một mình bạn đó thôi, là giống như là chàng trai ngôn tình của cuộc đời mình, nghĩa là không ai so sánh mà không ai thay thế được bạn đó hết. Cứ nghĩ như cuộc đời em dịu nó trôi đi hoài, đến sang lớp 10 thì bắt đầu mình chớm nở và mình tìm hiểu được con người của mình đó. Đến năm lớp 10 thì em quen được một anh qua mạng, và anh đó làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, mà lúc đó em chỉ mới lớp 10 thôi. Và lúc đấy em vẫn còn ở Sóc Trăng hả? Dạ. Rồi làm sao một người ở Sóc Trăng, một người ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình có thể đến được với nhau? Em nhớ rõ lắm luôn á, là mối tình đó là mối tình đầu tiên đối với em. Bắt đầu thì em mới cảm nhận là mình cần tình yêu, thì đến lúc đó là em nhớ như in là cái ứng dụng hồi xưa mọi người hay kết bạn xung quanh đó, là ứng dụng
Bi là ứng dụng con ong hồi xưa, thì em có quét tìm xung quanh, xong cái quét trúng anh đó thì đúng như là những gì mình mong đợi, là anh cao hơn em, rồi học cũng ok, rồi có công việc ổn định. Xong cái em hẹn ảnh ra gặp luôn, là ngay mùng 1 Tết. Anh đó là cùng quê với em luôn, nó lúc ra Tết thì về quê chơi. Lúc mà gặp nhau á là cũng là một cái chuyện rất là ly kỳ luôn. Dưới quê của em là có một cái khách sạn, phía trên của nó là cái quán cà phê. Em là người thẳng thắn, em thích cái gì đó nhanh gọn lẹ. Xong cái anh ơi mình hẹn gặp, ồ anh ơi tới khách sạn như nè. Cái anh đó để lại cho em dấu 3 chấm hỏi. Cái bắt đầu em cũng hoang mang là sao để 3 chấm hỏi ta, tại vì cùng quê với mình sẽ biết cái quán cà phê này. Cái nó là mới đầu mà đi khách sạn vậy em. À em mới chợt cười ra là à không phải đâu anh ơi, là cái khách sạn đó là phía trên nó có quán cà phê. Qua nhà em, ảnh chở em đi tới khách sạn đó, nó tí biết bao nhiêu ánh mắt người ta nhìn em. Tại sao là hai đứa con trai mà vô khách sạn, lúc mà bước vào lễ tân người ta nhìn hai đứa em vậy nè. Xong em nói là ồ anh ơi quán cà phê ở trên, em đi lên tới tầng trên. Lên tầng trên xong uống cà phê xong một khoảng thời gian sau thì hai đứa bắt đầu tìm hiểu và tiến tới với nhau đến gần được 1.5 năm. Là em với cái mối tình đó bị đứt. Lúc đó là mới lớp 10 mà em nhận định được vấn đề là xa mặt cách lòng á chị. Một người ở xa, một người ở dưới quê. Mà trong khi đó là cái anh đó làm hướng dẫn viên du lịch, mà với một cái vóc dáng mà nhiều bạn kể cả nam nữ đều cái thích, thì không lý nào mà một đứa dưới quê mà một người trên Sài Gòn, nơi thành thị mà xô bồ rất là nhiều. Cho nên mình chắc chắn trước sau gì cũng chia tay thôi, thì chia tay sớm để mình bớt cái cảm giác lo âu và suy nghĩ nhiều. Trước cái thời điểm đó nữa thì có một cái chuyện cũng khá gọi là dại dột với cuộc đời em, gọi là dại trai cực kỳ luôn. Đó là Tết thứ hai của năm lớp 11, anh đó chở em đi vòng vòng chơi á, về Bạc Liêu rồi đi Cần Thơ. Thì lúc tới mùng 4 rồi là nhà em không có cho em đi chơi nữa, cấm phải ở nhà phụ nhà để buôn bán. Cái em nói là thôi cho con đi chơi một ngày nữa thôi. Thì em cãi nhà, lúc đó còn nhỏ em cãi nhà, sau đó đi chơi về xong bị tịch thu điện thoại. Đó, nhà em mới phát hiện được là em quen cái anh này. Xong cái mở tin nhắn ra xem, biết hết tất cả chuyện của em mà, nhưng mà không có la gầy hay là đánh đập em gì hết, vẫn im lặng. Mẹ nói là tập trung vô việc học đi. Nói chung là hồi đó em mê trai, rồi quen được một bạn trai cực kỳ đẹp trai luôn, mà trốn nhà đi mua điện thoại mới để nhắn tin với trai thôi. Xong cái lúc đó ngủ cúp đèn hết, xui khiến sao mẹ em đi toilet. Là nguyên vùng trời tối thui rồi, có một điểm sáng ngay trong cái mền em thôi. Là lúc đó em đang bấm điện thoại, xong mở ra phát hiện là em bấm điện thoại, tại sao có điện thoại đó tịch thu cái đó luôn. Lúc đó đang nhắn tin với anh đó nữa, đó trời, tự nhiên đang nhắn tin nửa chừng cái im lặng 2-3 ngày nay, không biết là có gì không nữa. Là em suy nghĩ giùm anh đó là suy nghĩ với em như vậy đó không. Em dạy cha một lần nữa là em còn một ít tiền để dành, em qua mượn bà chị em để đi mua cái điện thoại mới tiếp theo để nhắn tin với anh đó. Thì nhắn được một khoảng thời gian sau, hai đứa chia tay là do lý do là em tự suy nghĩ là xa mặt cách lòng. Em với lại bạn đấy quen nhau thì bao lâu bọn em gặp nhau một lần? Tầm khoảng 2 tuần gặp nhau một lần. Rồi sau đó anh nó làm ở Sài Gòn mà rất là lâu mới về, là đôi khi về cúng nè, đám nè thì anh mới về, thì lúc đó tụi em mới gặp nhau. Mà gặp nhau tầm được có 2 tiếng đồng hồ thôi là phải xa nhau. Em chấm dứt chị nghĩ là cũng đúng á, tại vì thời gian gặp nhau quá ít nên tình cảm nó không có được mặn mà. Mặc dù là em thích người ta đúng không? Dạ đúng rồi, em cực kỳ tê muội mà say đắm luôn á chị. Là tưởng tượng là lần đầu tiên của mình mới chớm nở mà kiểu dạng như tiếng sẽ ái tình không? Nó đó chị, nó đánh ngang cuộc đời em. Em với anh đó có gì chưa? Dạ chưa, nó có vai tình yêu trong sáng. À, ủa tại sao? Là do hai đứa là kiểu dạng giống như là mới biết nhau, với lại là thời điểm đó là em biết nhà, em biết em như vậy. Nhưng mà em nghĩ là thôi cũng ngại với những người xung quanh, rồi hàng xóm rất là nhiều, rồi ánh mắt kỳ thị họ vẫn còn. Cho nên là em rất là ngại việc thứ nhất là hôn nhau, nắm tay hay là ôm nhau khi mà ngồi trên xe, không có luôn. Là hai đứa kiểu vậy giống như là quen cho có vậy đó. Chỉ là tình yêu trong sáng đó. Nhiều người hỏi em là hả, hôn chưa, rồi làm cái gì chưa. Nói chưa là xạo nhé, tại vì lúc đó là em nói cho bạn bè em biết là em quen anh này vậy nè. Trời trời, muốn làm lắm luôn mà không biết làm sao luôn á, cũng còn ngại lắm luôn á. Em suy nghĩ trong đầu, trời sau này mình sẽ làm người vợ đảm đang nè, rồi sau này mình sẽ lo việc nước, lo việc nhà gì vân vân cho ảnh. Xong cuối cùng vỡ mộng. Rồi khi mà em nói chia tay á thì anh đấy có hỏi lý do và có níu kéo gì không?
Dạ không. Khi mà em nhắn là ừ mình dừng lại đi thì anh nói là ok, em luôn nghiệm trong đầu là chắc chắn một từ ok. Thì em biết được câu trả lời cho nên em cũng không cảm thấy là bị buồn hay là bất cười cái gì cả. Em cảm thấy trời ơi đúng như mong đợi luôn, là chia tay sớm bớt đau khổ. Muốn làm gì thì làm, em không cảm giác mà em buồn hay là khóc nha. Rồi không cảm giác bị thê thảm đến mức mà mất ăn mất ngủ, em không có luôn. Tại vì em đã cảm nhận được tình yêu không đủ mặn mà. Em cảm nhận được anh nó không có thương em. Nên em mới muốn chấm dứt cái mối tình này. Thì em đâu có đau khổ nhiều đâu. Em cũng không biết là mình như thế nào nữa, là em yêu ai cũng yêu thật lòng. Nhưng đến khi chia tay rồi thì tự nhiên mình không có giống như những người khác là đăng status buồn hay là đăng lên story những câu buồn về tình yêu, em không có luôn. Như vậy thì tốt cho mình thôi. Tại vì khi mình cảm nhận được người ta không có thương mình nữa, ngày qua ngày á, cái tình cảm nó vơi dần, cái nỗi buồn nó sẽ vơi dần từ từ. Đến lúc khi mình đưa ra một quyết định, mình sẽ không có bị sốc, mình không có buồn nhiều. Tại vì mình hiểu được cái câu chuyện tình này nó đi đến đâu, mình nên làm gì. Là sau cái câu chuyện với cái bạn hướng dẫn viên du lịch đó, thì bao nhiêu lâu em mới yêu người tiếp theo? Tầm khoảng 2 năm nữa em quen được một anh, nhưng mà anh này chỉ 2 tháng thôi, không có kỷ niệm gì mà nó đẹp hết. Trọn vẹn chỉ 2 tháng đi tìm hiểu nhau, gọi là tìm hiểu chưa hẳn là quen. Đến người thứ ba này em thật sự gọi là bất mãn và đau buồn. Lúc đó là cũng đang đợt dịch đầu tiên của tại Sài Gòn luôn, là em không đi hát được. Là em vào làm một công ty tài chính ngân hàng, làm việc trong đó tầm khoảng được 3-4 tháng. Thì em quen được một người chị này, chị nói là trời ơi nhìn em dễ thương quá, hiền quá, thôi để chị làm mai em của chị cho em nha. Cái bạn đó thì nhỏ hơn em 1 tuổi. Ngay dịp đó là làm quen, là lúc đó em đang hát ở quận nhất tại quán nhậu. Chị đó dẫn bồ của chị đó và em của chị đó đi theo xem em hát. Và hát xong cái đêm đó về, hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau. Cái bạn đó là học ngành bên nghệ thuật luôn. Cái tính rất là khắt khe, rồi gia trưởng nữa, rất là khó khăn trong những cái việc mà đi đứng, sinh hoạt hàng ngày. Thì lúc đó em cũng chấp nhận nữa, tại vì một khi mình đã yêu rồi mình chấp nhận. Mình quen được một khoảng thời gian sau, em phát hiện là một chuyện rất là động trời là ảnh nhắn tin với người khác. Trong đêm đó là ảnh đi vào tắm, thì có tất cả mọi người xung quanh tại cái phòng đó luôn. Thì em lấy điện thoại của ảnh ra em xem. Thì khi mà em kích vào tin nhắn á, anh đó chụp hình nude của anh đó từ trên xuống dưới luôn, gửi cho đối phương và đối phương cũng chụp gửi lại như vậy luôn. Sau khi em phát hiện xong rồi, em cũng để em chuyện. Mình không thể nào mà mình la lên, mình cãi nhau trong cái hoàn cảnh đó hết. Tại vì có rất là nhiều người, mình để mặt mũi của mình và cho bồ mình, để cho hai đứa nói chuyện riêng. Đến khi một thời điểm em không thể nào chịu đựng được nữa, mà trong khi lúc đó là em đang làm, là em bỏ về ngay lập tức luôn. Em đến chỗ cái người yêu của em luôn, tất cả những cái gì mà bức xúc trong lòng mình đó, bao lâu nay em nói ra hết luôn. Anh đó chỉ nói lại một câu thôi là như vậy nè: anh biết em biết chuyện anh với cái bạn đó, nhưng anh không nói để em nói ra. Rồi lúc đó trong lòng em cực kỳ tức luôn, em chỉ biết im lặng và không nói gì hết. Và trong khi đó mình đang là người đúng, mà nói chuyện một hồi anh đó nói sao em là người yếu thế, em là người sai luôn. Em cứ việc cúi mặt em khóc, em nói thôi coi như xong đi cho qua chuyện đi. Và em chia tay với bạn đó luôn. Đến một đợt diễn ở Bến Tre, bạn đó là người nhắn tin chia tay với em. Trước chia tay bạn đó chở em đi xem kịch. Em còn nhớ như in vở kịch đó là Bông Hồng Cài Áo. Sau khi xem xong rồi về mua thêm một lá vé nữa là Bàn Tay Che Trời. Xong cái bỏ em ở đó để đi qua bên kia, nói là chở ba đi công chuyện. Chị hai của bạn đó nói với em, nó bỏ em ở đó chị nhìn thấy xót lắm luôn á. Nó phải chạy qua tận chốt quận 2 để chở cái thằng đó đi chơi. Em cái cảm giác là bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sự tha thứ của mình rất là nhiều nha. Mà cứ như lúc đó em sụp đổ hoàn toàn luôn. Em không muốn đi diễn, không muốn làm gì hết luôn á. Là sau khi chia tay, nhắn tin đòi tiền em 2 tờ vé xem kịch 400.000. Trong quá trình nhắn tin với em là đang ngồi với người khác, mà trong khi đó nhắn tin chia tay với em là đang lên giường với nghi người đó luôn á chị. Tao bây giờ mà liên tiếp cưng những người đã đâu có xứng đáng đâu để mà mình phải yêu nữa. Rồi nhưng mà cứ trả 400 không? Em nói là ok. Tại lúc đầu nhắn tin là em lớn hơn bạn đó, thì khi mà quen nhau nhắn anh em bạn đó là anh. Sau khi vừa dứt nói câu chia tay xong, em nói là em ơi chuyển tiền lại cho anh 2 tờ lá vé nha. Cái em nhắn lại câu là
Trời ơi, biết tôn ti trật tự xíu nha em ơi. Một bạn đó mới nhắn tin với em ạ, anh ơi chuyển tìm em hai tờ vé nha. Xong cái em cũng chuyển hai tờ vé xong rồi, lấy tiền đó chở mồ nó đi xem kịch và đi chơi. Trong lúc đó mình rất là tức luôn, mình chuyển thẳng 400 ngàn luôn. Sau khi chuyện đó xong rồi em cảm thấy là bất mãn trong tình yêu vô cùng luôn á. Rồi đến khi chị của nó điện cho em nói gì nè: trời ơi Cẩm Lâm ơi, em biết là bồ sau này của nó nha, vừa đen vừa xấu vừa lông nhiều. Sau khi cúp máy xong rồi nói: trời ơi hả hê quá sáng mắt chưa con. Trời ơi hả hê quá sáng mắt chưa con. Nhiều khi bạn kia đen xấu với gì lông nhiều đó, nhưng mà người yêu cũ của em vẫn thương bạn đó thì sao, đúng không? Vâng, nhiều khi là cái gu đó đúng rồi. Cái bạn kia. Bạn đó là nói với em là do bạn nó quan hệ với anh giỏi. Ừ. Tại vì trong quá trình em quen cái người thứ ba đó là hai đứa không làm gì hết. Tại vì em cũng không thích làm luôn. Cũng hai đứa cũng bình thường với nhau. Sau đó trong quá trình quen em nha, vẫn còn nhắn tin trên ứng dụng Blue và livestream trên Blue để khoe body hay cái gì đó, rồi nhắn tin kiếm những người khác để vui vẻ bên ngoài trong quá trình quen em luôn. Em biết luôn mà em cũng. Nhưng mà cho chị nói này cưng ơi, trong cái chuyện tình yêu, cái vấn đề tình dục nó rất là quan trọng. Cưng yêu người ta mà cưng cũng không đáp ứng được cái tình dục thì chị nghĩ là nó sẽ không lâu bền. Khi mình thương nhau không phải là tình dục nó làm đặt trên hàng đầu, nhưng phải hòa hợp thì cái tình yêu nó mới mặn nồng hơn, nó mới kéo dài hơn. Cưng yêu người ta mà cưng không có quan hệ, cưng không tình dục người ta là nghĩ như cái cưng không yêu người ta. Cưng hiểu không? Ví dụ như Lâm nói với anh là có chuyện đó nhưng mà ít thì anh còn có thể suy nghĩ, nhưng mà Lâm nói là Lâm không hề có chuyện đó thì đương nhiên người ta sẽ cảm thấy ở trong tình yêu người ta bị thiếu thốn ở cái phần đó. Sau cái vấn đề đó xong, cái em được những người chị đi diễn cùng và những người xung quanh nói là do em dở trong vấn đề đó thì thôi, nhưng mà em suy nghĩ là em luôn luôn thương người ta thật lòng, cho nên sau này mình sẽ rèn luyện hơn. Em cảm thấy là mình nên thay đổi về bản thân mình nhiều hơn nữa. Tất cả cách nào cũng gì hết, tình dục rất quan trọng ha. Đó đâm ra là cái vấn đề đó là mình phải suy nghĩ chút xíu nha, chứ nếu mình để thoáng qua là cũng không có được. Em đi diễn với mấy chị đi hát lô tô, khi mình giả rái xong cái mấy chị nói là cái nét diễn của em á nó quá thùy mị, nó quá nhẹ nhàng, không có con trai nào thích dĩ trơn á, phải em phải bóc móc lên, em phải sexy lên. Mình nha, mỗi lần em giả nữ nha, em luôn nghĩ là mình là một người con gái, mình phải nết na thùy mị chứ không phải kiểu dạng sổ sàng hay là lố lăng. Em bị theo cái nét đó xong cái mọi người đặt cho em biệt danh là bánh bèo. Cho chị cắt ngang cái vấn đề này nha. Chị nói cứ nghe luôn, con gái không phải là sexy mà đàn ông người ta thích đâu. Tùy theo người thôi, có những người người ta rất thích là kín đáo. Không phải con cái sexy là được yêu thích đâu. Con cái sexy chỉ được ưa nhìn thôi. Nhưng mà nếu người ta chọn cái người mà bạn đời, bạn tình, người ta sẽ kiếm những người kín đáo, nhẹ nhàng, thùy mị. Lâu lâu mình sexy chút xíu để cho người ta thấy mình là điện nước đầy đủ, có thể người ta gọi là đẹp. Nhưng đừng có sexy nhiều quá. Có lúc nào hở là hở, lúc kín là kín. Nhưng mà chị nghĩ là nên đi cái tông dễ thương, nhẹ nhàng, thùy mị, kín đáo. Lâu lâu mình bốc lửa một lần thì nó sẽ bùng nổ hơn. Tại vì cái tông thùy mị, dễ thương, kín đáo sẽ được rất nhiều người yêu thích. Khi mà gia đình người ta nhìn mình, người ta cũng sẽ thấy an tâm hơn, đúng không Tương? Nói ra là anh thấy chị Chi nói đúng á. Có nghĩa là cái việc sexy hay kín đáo nó không quan trọng. Quan trọng là em thấy thích cái phong cách nào và cái nào hợp với em. Nhưng mà một người kín đáo và hiền lành không có nghĩa là họ sẽ không có cái chuyện giường chiếu với con trai nha em. Tại vì cái đấy là một cái chuyện rất quan trọng. Nên cái vấn đề ở đây là em sẽ phải cải thiện về cái vấn đề đó của bản thân mình á, để sau này nhỡ khi cái tình cảm của em cần thiết. Như kín đáo người ta để dành cho những người ta yêu thương thật sự mới được thấy đó. Ngày xưa lúc mà chị mới về làm gái về nha, chị rất là thích sexy thật sự, nhưng mà sau 2-3 năm rồi chị đã thích kín đáo. Đến bây giờ là chị thích phong cách kín đáo, lâu lâu sexy một lần để cho người ta thấy, nhưng mình có thể mặc được nhiều bộ đồ trang phục khác nhau nhưng mà không phải lúc nào cũng khoe. Lâu lâu thôi nó sẽ hấp dẫn hơn. Dạ có anh chị nhiều. Rồi cho anh hỏi về câu chuyện come out của em đi. Việc come out của em nó rất là đơn giản luôn. Khi mà em tốt nghiệp trung học phổ thông xong, em lên Sài Gòn em làm. Bén duyên với nghệ thuật, là lúc đó em cũng mê nghệ thuật, là từ nhỏ và từ lúc mà học cấp 3 là em đã tham gia trung tâm văn hóa rồi, là mình đã đi diễn rồi. Xong cái lên Sài Gòn thì em nghĩ là thôi kiếm tiền trước cái đã rồi mình sẽ đi học nghệ thuật sau. Đang làm được tầm khoảng nửa năm
cái bỏ làm đi theo nghề nghệ thuật đi diễn luôn. Dập chuẩn mới bước vô là em diễn chung với thầy Lê Hay, là thầy là người dìu dắt em trong cái diễn thời trang. Từ đó xong cái bắt đầu em đi diễn, sau đó mình bắt đầu dạng nữ. Xong khi mà em đăng những tấm hình nữ của mình á lên Facebook thì nhà em có cái bạn với em, nhà em vào xem xong khen còn đẹp nữa. Rồi con trai của mẹ đó hả, trời giống gái vậy, đẹp quá vậy. Xong cái em nghĩ là từ những câu khen đó thì em nghĩ rằng là nhà em đã biết rồi, cho nên em cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Rồi lúc đó em đang làm việc tại sân khấu kịch Anh Hòa Hiệp và Anh Bá Thắng, thì lúc đó mẹ em lên thăm xong mua những cái phụ kiện thiết yếu khi mà em giả nữ, như là đồ lót trong nè, tóc giả nè, lông mi nè, cây dán mi nè, hỏi em có xài đủ hay không, thì em biết lúc đó là nhà đã chấp nhận em rồi. Rồi có bao giờ em hỏi mẹ là mẹ nhìn thấy con giả gái vậy mẹ có buồn hay là có ai nói gì mẹ không? Dạ không, em luôn nói với mẹ một điều là em giả gái và em đi diễn á, cho dù người ngoài có nói đi chăng nữa cũng không được buồn. Lý do là tại vì họ chưa nuôi con mẹ ngày nào hết, cho nên đừng có buồn. Con diễn như vậy là gì, như vậy đi kiếm tiền chứ không có gì hết, cho nên mẹ em cũng không có quan tâm. Tại vì mẹ em nói là miễn sao con sống tốt, khỏe mạnh là được. Dự định trong tương lai của em như thế nào? Đối với hiện tại bây giờ thì em chỉ biết là mình nên cố gắng trau dồi cái hình ảnh của mình nhiều hơn, và tập trung cho mình càng ngày càng tươi và trẻ hơn, và sau đó học hỏi nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề của mình hơn, và kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Em chỉ mong rằng là mình sẽ thay đổi và mình sẽ trở thành một con người tốt hơn và có ích cho cái xã hội hơn, và tạo cho mọi người cách nhìn nhận của những người xung quanh là người chuyển giới hay là gay hay là tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT cần được yêu thương và cần được trân trọng trong chuyện tình cảm hay là đến những nơi làm việc nhiều hơn nữa. Rồi, thay mặt chương trình thì chị chúc em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, và chúc em sẽ gặp được một bạn đời thật là dễ thương và yêu thương em nha.